ngàn dân văn tiên thánh nghi thượng ngàn được vương cầm quan a giáng đàn chứng đồng trên ngàn gió cuốn rung tây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sầu bạc đều đồng tiến một tuần hương ý à ơi à. Dân già trên ngàn xanh lắm quá nhiều hoa ơi à ơi à. Ngàn xanh lắm quá nhiều hoa chờ bà đất tuyết vào ra sớm chiều chiếc thổ mây nằm trên lưng bờ. Chầu nữ xin mùa giang bè bà hai lưng đai giọt ngắn giọt dài tay cầm song đan múa một bài sinh thật sinh nhát trông lên bóng cảnh hữu tình ý à ơi à. Sao cho hết trăm khe ngàn suối cúc trắng vàng hoa thủy hoa chanh đôi tay tiên kia lá kim thành một mình hai hoa hai trăm hoa đem đi rừng mẫu độ cho thanh đồng tài lộc sai hoa ý à ơi à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng thanh giá hồi cung. Phải phủ thiên thai để tam trầu, phải phủ thiên thai hành quân giá vũ làm dày gió đưa. Dân nước một giờ mười mấy, dân nước một giờ trầu về thán hỏi bắt ngang thờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp phù xót xa buồn ơi thân lương quân đương quân bội bạc tam tòa tiền thánh chứng gì cho đồng hôm nay chầu về đồng tứ phụ tùy tòng công sai tứ phụ tùy tòng chưa dung công chúa ứng đồng cứu dân lối xuống đèo kèn lối sang
cung đồng vui đền thờ hoa quả xanh. Oh,
sâu ba về đây tiến một cơn mưa
sách chạy quanh sườn núi, những đàn then hòa cùng câu hát, người con gái áo lam của núi rừng làng sớm mở hoa. Cho lắm mê đến đây càng nhiều, ban cho thanh đồng họ mô giang yêu, hồng lòng cho giờ hết năm ngày năm xưa, thanh đồng ngàn ngang khói cùng thờ, ba đứa lưng đợi ngày từ tư hôn giảm là ba đứa lưng đời. Hôm giảm mươi tư, dầu bảy kim dao đêm đêm trầu mắt như bóng đào hòa ca bát ngàn đại tiếng đông nhung thịnh mời trầu bát ngự cùng ngồi thượng lâu salon thanh gia cùng chín mươi chín xưa như bao xa đầu non gành mắt trầu thiểu vào ra sớm chiều A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lưu nhang xa nhiệt pháp rơi mông môn chư Phật hải hội tất giáo văn tùy sư kết tường vân thành nhĩ hương ân chư Phật nhiệt toàn Phật nam mô hương cúng sang Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa lam thân sa đồng mỏ chí lắng ai đi đồng mỏ chí lắng nhớ người nữ kỳ hiệp cứu dân nữ tiền chi. Sa lam thân sa Bắc Lê bao xa có ai đi, Bắc Lê bao xa ai đi, chiêm bái phải qua đền đèo trên thân reo dưới thời vườn hót trầu bé dậy chim rừng ca hót đêm mưa thâu chim oanh díu dít bên bầu sơn thoải thông dòng
công đồng trên bắc lệ tiết cùng thất hai trăm thứ quà về sân khấu sau bí rừng phủ đầu để mang tươi cười là sau sáng cười bạn chi âm đồng đào ta yêu áo đen tràm yêu điệu vào ra góp tiền quẩy lắm hái trà quanh đồi
chờ bờ. Sông đi thao sông cả, sông bờ sông sâu. Khắp đâu đâu nước danh châu bé tự cổ chiều. Quốc sử con ghi danh thơm Nam Bắc chúng thì. Thank you.
tầng cao thấp cây che cây tràn ngập màu nam đền thờ châu đá chỉ ngàn cá nội đúa bơi rẽ sóng nước lung linh in bóng trăng thu ngàn thông cất tiếng hát dù chân giữ bốn phường xe ra hồi cùng đem quân lên ngàn hoàng đô đem quân lên ngàn đi đường xứ đồ sầu vai đất trời xe ra hồi cùng mặt nước hạ lùng quan hoàng đô đứng lên mặt nước hạ lùng gõ nhà lên bê thảo chân giữ khoác thuyền dòng bay năm sắc nghi dưới độc đình gành thang uy nga minh mông một dải giang hà ầm ầm sóng vội kim sa bạc đầu
nhã thục thò trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng gia chấn động hoàng về lục trí thần thông. Thank you.
cơ hội sưởi ấm hồn thơ. Thơ quan hoàng đơn nhắn hỏi cung Hằng. Cung Hằng ơi, sao lúc mờ lúc sáng, chẳng nhớ thương ai khi tỏ khi mờ. Còn nhớ thương ghế quan hoàng đô mà vương vân chi đây. Rượu tiên tay nâng chưa cạn, ông đưa chia tay sao đành. Khoan nhặt một mái chèo bán đền thanh cô bơ đây, hôm nay quan hoàng đỡ ngài đã tới. Lòng lạnh mặt nước soi đỏ mái tan quang. Tiếng mõ ngân vang như rũ sạch lòng phàm, chẳng treo đỉnh chùa niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Người trẻ người già quỳ trước quỳ sau, nay đã đến chùa ta phải bảo nhau tịnh tâm niệm Phật là câu ông bơ dạy rằng. Tâm tâm họ ngô ghế ông niệm chữ Di Đà. Bao nhiêu quan kiên quan hoàng đô rũ sạch, ông mở đời cho họ cố ghế ông mãi được vinh hoa. Có thanh trung tâm, có thần cứu khổ Phật dắt đưa tay đỉnh
mà đỉnh đèo dốc ngược thang mây qua nơi chốn tổ ông đưa về đây đồng một bầu vô lượng vô biên bản đền cô đưa đây đất là đất thanh cảnh là cảnh
dương núi ngọc nghi quanh đội chim hót trước sân đền. Trúc mọc thấp cao giữa đêm thành, dạo cảnh chơi vườn đào. Trăng sáng ba sao giữa trời đền bảo hà, là hơi thắng tích thank you.
phong hoa tiết nguyệt đường mùi dâng câu thiên bảo chúc người chúc người huế phong trước chén ô long hội bình tiên chúc chén ô long cô hương bình ngọc các bạn tiền dâng ông bảy chén mời chén tam bồi nghìn hương mỹ vị đủ ngọt bùi ông yến tam tuần chung chung yến tam tuần chung Thank you.
dường như ngọn cỏ cành cây la đà, hay còn hay ông bảy còn lắm nguyệt xem hoa người hai nàng tiên nữ trên bào hà mau lại bản đền đây tiêm thuốc pha trà giết hoạn hòa bảy trên bảo hà trên bảo hà có lắm thành vui thay quan hoàng bảy vui với phù dung với cỏ cây tiếp nguyện phong hoa quan hoàng bảy lấy làm đại cầm kỳ thi họa thú vui vậy lúc tỉnh lúc say hoàng đồ ai biết được hương thơm khói tỏa ngút trời say phú say thơ quan hoàng bảy ngày say khói thuốc chí say nở tan bóng say cùng tuế nguyệt cô kim cô say với non sông hẹn thàng hoàng nhắn ai lên đất ý à, à, bảo hà người phong nguyệt ý à, đó là tiên cảnh thần tiên sang u sang u liêu phàm thiên thành thân thiên chân áo hàng
là người tu nhất, là người tinh túc tự ta. Ông bầu cho vào trong hội quần tiên sáng người sáng người phản đây và lên đây mắt về ông mơ hầu. Ôi trong ban đêm đây mắt về cha đây ở nơi đâu sang u sang u liêu phàn đây là nơi đâu bác hồ pha cha ở đâu là nơi đâu bác hồ pha cha. Thập nhị a ôm mình nàng tiên nàng, ôm mình nàng tiên nàng. Cô nào thường ý mau mau sửa sang ra hầu. Hoàng ắt cô nàng cả quạt nước thấm trà tàu. Sơn lâm vừa ý ông bảy gật đầu vô gối ban khen. Trần ngọn đèn cô kêu to tay ông bấy cầm hộp móc tiền. Dâng kéo bánh lên tiền cô nàng năm cô dâng kéo bánh lên có kéo xỉu thuốc ống hoàng cánh tiền ngài xanh. Tiên cô nàng sáu tiên cô nàng sáu tính nết nhu mì hạ về dân ông con long mã để ông bảy đi chấm đồng. Đôi tay cô trái trước ông khen là cô khéo tay.
tiến phượng để hầu ông. Múa lượn bài bông à, tiếng cô nàng người múa lượn bài bông. Canh nhi ba giờ tí xách chiếc đèn lồng cô bước ra. Có ấm tiền với bình ngọc, đôi tay là họ Ngô dâng lên ông. Múa lượn bài bông tiên cô mười hai á, múa lượn bài bông mười hai ca cô tiên nữ hầu già đôi bên ông rõ. Ông bảy mươi bao qua, ông bảy mươi bao qua còn ấy man tàu cùng mà con đấu số bánh trần gian lên là ô ô cho tiền kế họ ô lên là người hiếu thật tháo hiền là tu nhiên ông bảy chết tiền cho xó. Thời sau lỗi nhầm có giá chi đâu, sở nguyện cũng là như ý, sở cầu ông cho được tòng tâm. Ông lấy chữ tội chữ phúc để bà cân na, đừng có ai khoe đã trọt vẹn muôn phần chữ phúc mà đã kém, ông bảy cầm cân sao cho bằng. Truyền bát vạn hùng binh mười hai các cô tiên nữ đón ông bảy hoàng về đất Bảo Hà Sơn tấu đôi việc quan xe loan thanh